chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với những tin tức mới nhất của kênh Cấp News. Sau đây chúng tôi gửi đến các bạn những câu chuyện về cuộc sống, chuyện lạ quanh ta, mời các bạn cùng xem. Huyền thoại rắn hổ mây nặng nửa tấn ở miền Tây, kỳ 4. Anh Quân lấy danh dự của một nhà giáo để khẳng định rằng rắn hổ mây khổng lồ là loài có thật, chứ không phải huyền thoại. Hổ mây chính là con nưa, một loài cùng với họ tranh. Kỳ 4 giáp mặt rắn hổ mây khổng lồ ở Thất Sơn. Để khách quan trong việc tả lại những câu chuyện về rắn hổ mây khổng lồ, tôi đã chép lại toàn bộ cuộc trao đổi với đạo sĩ Ba Lưới kỳ trước. Tuy nhiên, câu chuyện về những đạo sĩ vùng Thất Sơn vẫn mang hơi hướng huyền thoại, huyền hoặc. Ngay cả cuộc đời của họ cũng vậy. Tôi đã làm cuộc khảo sát quanh vùng Thất Sơn để làm sáng tỏ hơn nữa những câu chuyện của đạo sĩ Ba Lưới. Thật bất ngờ, những câu chuyện của người dân ở vùng Thất Sơn về loài rắn hổ mây cũng chẳng khác gì chuyện đạo sĩ Ba Lưới kể. Nhắc đến chị Mai Thị Nguyệt, người dân xã An Hảo, tỉnh Biên, An Giang đều biết đến. Chị Nguyệt nổi tiếng không phải vì giàu có, xinh đẹp, mà bởi chị từng gặp rắn khổng lồ. Chị Nguyệt là cán bộ phụ nữ ấp vô giàu nhưng có thêm nghề thuốc. Trong chuyến vào rừng cách đây 27 năm, chị đã đối mặt với rắn khổng lồ. Bữa đó đang hái thuốc thì gặp một cái hang, tò mò, chị chui vào khám phá thì hồn bay phách lạc khi gặp một con rắn khổng lồ khoanh tròn trong hang, phần đầu dựng đứng lên, mang bành, hai mắt đỏ lòm. Hai con mắt của hai con rắn lập lòe trong bóng tối cách nhau tới hai gang tay. Dù sợ lắm, song chị vẫn chấp tay, miệng u ớ xin lỗi ông rắn vì đã xâm phạm nơi ở của ông. Vãi xong rắn, chị lùi dần ra miệng hang, rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Từ đấy, chị không dám vào rừng rú khu vực đó để hái thuốc nữa. Sau này, một số người nghe chuyện của chị cũng vác dao súng, kéo nhau vào tìm ông rắn. Tuy nhiên, hang thì còn đó, mà rắn khổng lồ thì không thấy đâu. Chị Nguyệt khẳng định rằng chuyện chị gặp rắn khổng lồ là sự thật 100%, còn giờ ông rắn bỏ hang định cư ở đâu thì chị không thể biết được. Một chuyện mà bất kỳ ai ở quanh núi Cấm đều biết là vụ nhóm 10 người gặp rắn khổng lồ vào năm 1980. Nhóm người này ở huyện Châu Phú lên núi Cấm tìm thuốc. Họ lên núi Cấm buổi sáng thì buổi trưa chạy tán loạn xuống chân núi. Họ trốn vào nhà ông Tư Đầu ở ấp Râu Tành, không dám ló đầu ra ngoài. Theo nhóm người này kể thì khi họ ngồi nghỉ ở bên tảng đá, một người tưởng cây mục nên chém dao vào. Không ngờ người này chém vào thân con rắn khổng lồ to như cây thốt nốt. Con rắn dựng đứng thân lên tận ngọn cây, nhóm người này sợ quá chạy te tua xuống núi, rồi không dám lên núi Cấm nữa. Ngay như ông Tư Đầu, thợ săn Thịnh Nghệ cũng từng gặp rắn khổng lồ. Theo ông Tư Đầu, ông không có duyên gặp rắn khổng lồ vài trăm ký, nhưng những con rắn hổ mây nặng cỡ 100 kg, thân to hơn cái phớt thì ông gặp nhiều. Năm 1980, ông cùng một số thợ săn vào rừng Vô Bà, đang mãi săn khỉ, ông bỗng nghe tiếng chó sủa, rồi tiếng chó kêu ăn ẵng, lành theo tiếng kêu, ông cùng nhóm thợ săn kinh hồn bạt vía khi tận mắt con hổ mây khổng lồ to bằng cây chuối hột dài 10 mét, nặng cỡ 100 kg, đang nuốt con chó săn của ông. Không chỉ ông Tư Đầu mà rất nhiều thợ săn đều bị mắc chó trong những chuyến vào rừng. Nhiều người tin rằng chỉ có rắn hổ mây mới đủ sức xơi tái chó săn hung dữ. Thợ săn Nguyễn Văn Hòa ở ấp Thiên Tuế cũng không ít lần giáp mặt hổ mây khổng lồ, ông cũng là người gan dạ nhất khi đối mặt với rắn hổ mây. Có lần đi săn ở ấp Vô Bà, con rắn hổ mây phóng từ ngọn cây xuống đất đớp con chó săn của ông. Tức mình, ông xông lại gần, giương súng bắn rắn, con rắn sợ quá thả chó chạy mất hút, mặc dù con rắn trúng đạn nhưng nó không có chết. Con chó của ông dù không bị rắn nuốt nhưng trúng độc, chết sùi bọt mép. Ông Hòa tin rằng trong vùng bảy núi chỉ có hai loài có thể sơ tái được chó săn, đó là rắn hổ mây và nưa khổng lồ. Các thợ săn ở vùng bảy núi cung cấp một thông tin thú vị, đó là ngoài rắn hổ mây, núi Cấm còn có con nưa khổng lồ. Hai loài này là giống bò sát lớn nhất vùng Thất Sơn, nặng vài trăm ký đến cả nửa tấn. Tuy nhiên, các thợ săn đều khẳng định loài hổ mây khổng lồ dường như mất hút từ 20 năm trước. 20 năm nay, nhiều người vẫn chà mặt hổ mây, nhưng chỉ gặp những con hổ mây cỡ 40-50 kg. Riêng loài nưa khổng lồ nặng trên 200 kg thì thi thoảng người dân trong vùng vẫn tóm được. Người ta chỉ bắt được nó khi nó đang nuốt con vật lớn, không chạy tháo thân được. Anh xe ôm Đoàn Hoàng Quân, An Hảo, tỉnh Biên, An Giang, nguyên là giáo viên tiểu học, cán bộ xã An Hảo, đặt giả thuyết rằng rắn hổ mây chính là con nưa. Theo anh, tranh và nưa nuôi Cấm đều rất lớn, con to nặng 200-300 kg. Ngay mới đây, người ta bắt được con tranh 100 kg ở nuôi Cấm và đã thả nó lại vào trong rừng. Nưa là loài có hình thức khá giống tranh, da mốc vàng nhưng có tới 5 lỗ mũi, gồm 2 lỗ mũi thật và 3 lỗ mũi giả,
cũng có con nưa có tới 9 lỗ mũi. Bản thân anh Quân từng tận mắt chứng kiến nhóm thợ săn ở nuôi cắm banh chết một con nưa khổng lồ nặng ước chừng 300 kg. Hồi đó là năm 1985, khi anh 15 tuổi, nghe tiếng súng xả liên thanh, người dân cả xã An Hảo chạy ra xem. Lát sau anh thấy một nhóm người hò vô kéo xác một con nưa khổng lồ từ rừng ra để vắt ngang lộ. Cái lộ rộng tới 15 mét, căng con nưa ra mà đầu và đuôi nó vẫn nằm dưới rãnh. Anh chàng Quân khi đó bảo dạn, liều lĩnh xong đến ôm con nưa, thay đủ một vòng tay. Thân của nó phải bằng một cây thốt nốt da như lời kể của các cụ về hổ mây. Nhóm người này dùng dao lột da xẻ thịt chia cho cả làng. Lúc mổ bụng nó, mọi người đếm được 5 con lợn rừng trong bao tử. Đấy là chưa kể vô số lông lợn, xương lợn vẫn nằm trong dạ dày của nó, chưa tiêu hóa hết. Theo một số cụ già từng hiểu biết rất rõ về rắn hổ mây, nưa, thì với trọng lượng này, nó đủ sức nuốt chửng 5 người trưởng thành, đúng là một con quái vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Sau vụ tận mắt chứng kiến đó, bản thân anh Quân cũng được nghe kể nhiều về rắn hổ mây hay con nưa, nhưng chưa có duyên gặp lại lần nữa. Anh Quân lấy danh dự của một nhà giáo để khẳng định rằng rắn hổ mây khổng lồ là loài có thật, chứ không phải huyền thoại. Hổ mây có thể là con nưa, một loài cùng họ với trăng. Còn nhiều rắn hổ mây khủng dưới chân núi Cấm. Loài rắn này cực độc, bị cắn là chết ngay, nó rất kén ăn nên hồi đó giờ ở đây nuôi, đại tá Lê Thành Cư, nguyên phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nói. Chiều ngày 14 tháng 5, anh Phạm Bảo Trân, phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện Năng lượng Mặt trời An Hảo, tập đoàn Sao Mai cho biết, vào đầu tháng 4, công nhân làm công trình sa nổi mặt bằng ở khu vực chân núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên đã gặp nhiều rắn hổ mây nên sau đó dùng bao bố và lưới vây bắt. Dân vùng này biết rắn độc rất nguy hiểm nhưng vui lắm vì hồi đó giờ hiếm khi nào thấy mà chỉ nghe nói. Khi biết bắt được rắn hổ mây, tôi báo lãnh đạo đưa về khu du lịch đồi Tức Dục. Trong này vẫn còn nhiều rắn hổ mây dài khoảng 8 mét, người dân đã chụp hình lại, anh Trân nói. Đại tá Lê Thành Cư, 85 tuổi, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho biết, năm 1977, linh của ông đã từng bán hạt con rắn hổ mây nặng khoảng 20 kg. Trước đây, cha chú tôi từng nói có lần bắt được một con 60-80 kg là bình thường. Ngày xưa vùng này rắn rất nhiều, bây giờ hiếm lắm rồi. Nếu bắt thì phải nuôi nhốt cẩn thận, chỉ cần đầu nó lọt ra ngoài xem như thân mình nó lọt khỏi chuồng. Loại rắn này cực độc, cắn vào là chết ngay. Nó rất kén ăn nên từ đó đến giờ ít ai nuôi, ông Cư nói. Cùng ngày, ông Trương Minh Hùng, Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi Tuổi Trẻ phản ánh, đơn vị đã cử lực lượng kiểm lâm huyện Tri Ân kiểm tra xác định rắn hổ mây đang được giữ tại khu du lịch đồi Tức Dục. Về nguyên tắc, tập đoàn Sao Mai muốn nuôi loại này phải trình báo với kiểm lâm để xác nhận nguồn gốc. Sau đó chúng tôi sẽ làm thủ tục theo quy định và hướng dẫn nuôi nhốt cho đảm bảo hai con này đúng là rắn hổ mây. Ở An Giang đó giờ chưa ghi nhận được con nào khủng như hai con rắn này. Ngày 15 tháng 5 chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể thêm, ông Hùng nói. Gần đây, một nhóm công nhân và kỹ sư người Ấn Độ đã phát hiện và bắt được cặp rắn hổ mây khủng gần 60 kg ở nuôi cấm khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời dưới chân nuôi cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Loay hoay tìm chỗ an cư cho cặp rắn ở nuôi cấm. Liên quan đến vụ cặp rắn khủng bị bắt ở nuôi cấm An Giang, ngày 17 tháng 5 trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, Sở đã gửi tờ trình đến Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất hướng giải quyết. Theo ông Lâm, từ kết quả kiểm tra, xác minh đã xác định cặp rắn bắt ở nuôi cấm và được doanh nghiệp tạm nuôi nhốt ở khu du lịch đồi Tức Dục là động vật quý hiếm nằm trong nhóm 1B nên không thể để cho doanh nghiệp tiếp tục nuôi nhốt. Sở đề xuất liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tìm một đơn vị có chức năng cứu hộ cho hai con rắn này thật sự khỏe mạnh rồi mới thả về với tự nhiên. Tuy nhiên hiện nay, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng chưa có nơi nào đủ điều kiện để thả nuôi đối với hai con rắn này. Còn ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đơn vị này tham khảo ý kiến của các chuyên gia tìm kiếm môi trường sinh thái phù hợp với điều kiện sống tốt nhất cho loài rắn này để phục vụ công tác bảo tồn. Bước đầu, đơn vị này muốn chọn vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, nhưng trên thực tế thì từ trước đến nay chưa thấy cá thể rắn hổ mang chúa nào xuất hiện ở đây.
Trong khi đó, các chuyên gia cũng khuyên cáo không nên thả hai cá thể rắn này về lại khu vực nuôi cấm vì môi trường nơi đây không còn đảm bảo và rất dễ gây nguy hiểm cho người dân cũng như khách du lịch. Hiện nay, phía Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã đang liên hệ với các chuyên gia tìm nơi khác phù hợp để thả nuôi. Đối với loài rắn cực kỳ quý hiếm này thì quá trình lưu giữ, vận chuyển và thả nuôi phải được công khai minh bạch. Hơn nữa, trung tâm này là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có đủ điều kiện về chuồng trại, phương tiện phục vụ cho quá trình vận chuyển cho đến khi thả nuôi, nên con vật không bị stress. Quan điểm của các nhà chuyên môn là con vật phải được thả về nơi nào chứng minh trong quá khứ từng là môi trường sống của loài rắn này mới đảm bảo cho công tác bảo tồn, ông Thư khẳng định.